Mình đang đứng trên cầu Hà Thanh 7 các bạn. Đây là đường quốc lộ 19 á. Cầu Hà Thanh 1 rồi 2 3 4 5 6. Giờ tới cầu Thanh 7. Thì tới đây là có nhà thờ Làng Sông các bạn. Nhà thờ Làng Sông, tiểu trung viện Làng Sông. Đây ở dưới cầu đây là có đường nhỏ đi vào này. Nhưng mà bữa nay dịch bệnh là người ta không cho vào các bạn. Đây là cầu Hà Thanh 7. Đây là mình đứng ở đầu cầu nè, ở phía Tuy Phước nè. Đây đi về phía Quy Nhơn nè các bạn. Dưới đây là đi về Quy Nhơn, phía Quy Nhơn. Trên đây là tới đây nó có một cái ngã ba đi vô Phước Thuận các bạn. Mình sẽ đi vô ngã ba đó, mình đi xuống cái đường này rồi mình đi vào nhà thờ Làng Sông đây. Nhưng mà hôm nay mình không vào nhà thờ Làng Sông, mình sẽ đi vào trong phía kia. Mình thấy các bạn review mấy cái cầu, có một cái cầu trắng mà đâu ở dưới kia thấy lớn lắm. Bây giờ mình đi thử vào đó xem thử các bạn nha. Đứng xa xa mình chỉ, bây giờ mình đi cái đường này nó đi ngang qua nhà thờ. Cái đây mình cũng chưa biết cái nhà thờ gì. Đây, cái khu vực đây nhà thờ nhiều. À, giáo xứ Tân Định. Giáo xứ Tân Định. Đây mình đi tiếp cái đường bê tông. Tới rồi các bạn ơi, kia nó kìa, đó cái cầu trắng. À, mình thấy chụp hình quá đẹp, mình để vô thử coi. Ôi giờ chưa có cái khu này. Mình thấy nó nhỏ nè, nó chụp thấy cái cầu lớn lắm. Đây, chỗ này dân cư họ cũng đông. Đây các bạn, à, thấy cũng đẹp. Đây là chắc cái một nhánh của con sông Hà Thanh quá. Đây các bạn, cầu trắng. À, dưới kia có một cái cầu nữa các bạn, không biết cầu gì. Cho đây, cái này chắc cũng mới làm, mình làm coi. Dài 176m các bạn. À, mình đi qua cầu chơi nha. Đi cho thử biết cái cầu. Đây, cầu trắng. Cầu đây nó có cái độ dốc các bạn. Độ dốc chắc khoảng 5 độ, 7 độ. Không, chắc cũng gần. Gần 10 độ lên. Nhìn bên kia là núi Bà Hỏa các bạn. Lên trời đây có máy bay. Máy bay đây là nó sẽ bay vòng theo cái núi Vũng Chua này, nó bay nó đáp xuống cát các bạn. Đó, nó đang bay vòng đó.
mình đi là đi tham quan cầu Trắng, mà vô đây mình thấy có cái cầu đây mình cũng đi lại, mình quay thử cái cầu gì. Mà cầu đây thì chắc lâu rồi, nó cách cầu Trắng khoảng 200-300 mét. Thấy người ta đi qua đi lại, mà cái cầu đây nó có hiện tượng nó bị lún đâu, khúc giữa ra khúc giữa nó bị lún xuống. Mấy cái khu đây hồi giờ là ít ai đi, chỉ có dân cư trong cái khu đây. Nó có cái bảng là chùa Pháp Hải mà. Còn cái cầu đây để coi thử cầu gì. Cầu đây nhỏ, cầu bê tông. Cầu đây cầu gì vậy em? Cầu Sóng Muối. Cầu Sóng Muối à? À, cảm ơn. À, cầu đây là cầu Sóng Muối các bạn. Mình đi qua thì coi nó tới đâu. Cầu đây nhỏ, cầu đây dạng 1,5 mét thôi, 1,5-2 mét vậy. Nó có hiện tượng bị lún này, chỗ đây nó bị lún. Cầu đây không có bảng tên, do cái em kia đi ngang mình hỏi thôi. Em nói là cầu Sông Muối. Mình đi thử có hiểu là cái cầu này nó đi tới đâu à. Đây cầu Xóm Muối. Đây, cái xóm bên này chắc đoán chừng xóm muối quá. Biết cái phải xóm làm muối. Đây có cái cổng mà bây giờ cái cổng không có bảng hiệu. Đây cũng có một cái xóm ở đây. Đã có cái cổng, đã cái cầu Xóm Muối.